Và bản tin sáng nay ngày 24 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý. Tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương tập trung toàn bộ người lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thông tin số điện thoại cần thiết khi người dân cần hỗ trợ nhu yếu phẩm. Bình Dương tập trung chuyển 17.000 F0 tại vùng đỏ đến nơi khác nhường chỗ cho F0 mới. Phát hiện chùm 12 ca nhiễm tại khu cách ly ở Vĩnh Long. Bản tin tối ngày 23 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận 10.266 ca nhiễm COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc chiến chống lại dịch bệnh hết sức căng thẳng. Với tinh thần và quyết tâm cao nhất, thành phố siết chặt biện pháp giãn cách, trong đó Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao nhiệm vụ và nhanh chóng quản lý toàn bộ đối tượng lang thang cơ nhỡ đưa về nơi thu dung do quân đội quản lý. Theo đó, quán triệt tinh thần trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chiến dịch này không được phép thất bại, đồng chí nào không làm được do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực thì dứt khoát đứng xa một bên. Trong khi đó, nhận định công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nêu, thời gian qua, thành phố đã thực hiện giãn cách chưa nghiêm và lần này thành phố sẽ làm quyết liệt để kiểm soát được các trường hợp F0, thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16. Đầu tiên triển khai siết chặt giãn cách, các chốt kiểm soát của thành phố và quận huyện, phường xã cho thấy người dân chấp hành tốt. Một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường. Để giãn cách có hiệu quả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị kiểm tra lại toàn bộ lực lượng lang thang cơ nhỡ, dứt khoát phải đưa các đối tượng này về nơi ổn định tạm thời. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu cần được hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu có thể liên lạc với trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngoài các địa chỉ số điện thoại nóng tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Tiếp tục là những hỗ trợ cho công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà ngày hôm qua đại diện của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh nhận ủy quyền của Bộ Quốc phòng đã ký bàn giao 30 xe cứu thương cùng lái xe, cán bộ y tế theo kèm cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để góp phần chủ động hơn trong công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hướng tới mục tiêu khống chế dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo đó thì 30 xe cứu thương này sẽ được chuyển giao cho Trung tâm cấp cứu 115 và các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong cao điểm của tình hình dịch bệnh thì Sở Y tế thành phố đã nhận được sự hỗ trợ giúp sức của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong việc triển khai đảm bảo sự hoạt động của 16 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Xin chuyển sang thông tin tại tâm dịch lớn thứ hai của cả nước là Bình Dương. Hiện công tác xét nghiệm truy vết trên diện rộng đang được khẩn trương thực hiện tại hai địa bàn là thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An. Theo đó thì có 17.000 F0 ở hai nơi trên sẽ được di chuyển tới các địa phương khác để nhường chỗ cho F0 trong quá trình xét nghiệm. Hiện trên hai địa bàn thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An, nơi đang áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt có hơn 17.000 trường hợp F0 và số trường hợp F0 này sẽ được di chuyển đến các huyện thị khác của Bình Dương gồm thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bầu Bàng, huyện Dầu Tiến, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên để nhường chỗ cho số F0 mới trong quá trình xét nghiệm toàn dân. Ngoài việc cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ cho hơn 700.000 dân tại 11 phường thuộc thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trong 5 ngày liên tiếp cả ngày lẫn đêm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố rà soát kiểm tra, bổ sung camera và đảm bảo kết nối 24/7 để quan sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch trong các khu cách ly, điều trị tập trung theo quy định. Nhận định tình hình dịch tại Bình Dương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch cho rằng, thời điểm này tôi nghĩ Bình Dương đang ở đỉnh dịch vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song. Liên tiếp những ngày qua, số bệnh nhân mắc mới COVID-19 của Bình Dương liên tục tăng cao do tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng. Dự báo số ca mắc mới sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, với việc áp dụng đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế, số lượng bệnh nhân ra viện của Bình Dương những ngày qua cũng đã lập những kỷ lục. Có ngày lên đến gần 5.000 người được ra viện, số bệnh nhân công bố khỏi bệnh nhiều hơn số người mắc mới. Vào ngày hôm qua, thì tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đã ghi nhận một chùm ca nhiễm có 12 F0 là cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông Phú Quế của huyện Long Hồ. Theo đó, nhóm 12 trường hợp F0 này là cán bộ công dân dân quân làm nhiệm vụ trực, bảo vệ bên ngoài tại khu cách ly ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hiện ngành y tế chưa xác định rõ nguồn lây của các trường hợp này. Theo đó, các trường hợp này trước khi nhận nhiệm vụ tại khu cách ly đều đã được xét nghiệm và kiểm tra định kỳ.
hiện ngành y tế đang điều tra các trường hợp tiếp xúc gần và phun khử khuẩn khu cách ly trường cấp 2-3 Phú Quế. Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19. Đã có 1.258 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và 32 ca tử vong. Về tình hình tiêm chủng đến ngày 23 tháng 8, Vĩnh Long đã tiêm 213.774 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 28.284 người đã tiêm đủ 2 mũi. Xác định tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp khi địa phương vừa ghi nhận ổ dịch mới. Sau 3 ngày áp dụng chỉ thị 15, tỉnh Cà Mau đã quyết định nâng mức độ giãn cách xã hội lên chỉ thị 16. Theo đó, từ 0 giờ hôm nay ngày 24 tháng 8, Cà Mau sẽ áp dụng chỉ thị 16 đến khi có thông báo mới. Riêng thành phố Cà Mau sẽ áp dụng một số nội dung cao hơn chỉ thị 16. Cụ thể, người dân thành phố Cà Mau sẽ không được đi chợ theo ngày chẵn lẻ, mà chỉ được vào chợ 2 lần trên tuần và theo khung giờ quy định. Trên địa bàn thành phố Cà Mau hiện nay xuất hiện ổ dịch phức tạp liên quan đến nhiều công nhân tại công ty chế biến thủy sản Thành Tâm. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đã báo cáo về ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Theo đó, ca nhiễm cộng đồng là một cháu bé sinh năm 2013, trú tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Trường hợp này được phát hiện khi cùng mẹ và lái xe đi xét nghiệm sàng lọc. Hiện cháu bé đang được cách ly y tế tại bệnh viện. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tập trung điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 có liên quan. Thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh. Như vậy, sau 23 ngày không có ca mắc COVID-19, Hải Phòng đã phát hiện một ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, bắt đầu phát sinh ca nhiễm mới từ ngày 18 tháng 8 cho đến nay thì Bắc Giang đã ghi nhận hơn 30 trường hợp dương tính, chủ yếu là các ca mắc trong khu vực cách ly. Và rút kinh nghiệm từ đợt bùng dịch trước thì Bắc Giang đã thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch. Đến nay, hai ổ dịch mới phát sinh ở huyện Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang có xu hướng giảm rõ rệt. Hai ngày gần đây chỉ xuất hiện 3 đến 4 ca trên ngày. Các ca mới phát hiện đều là các ca F1 đã được cách ly tập trung, không phát hiện ca mới trong cộng đồng. Dự báo trong những ngày tới có thể xuất hiện các ca F0 liên quan đến ổ dịch, nhưng số lượng không lớn, các ổ dịch đang dần được khống chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết trong đợt dịch này, rút kinh nghiệm của các đợt dịch trước, toàn tỉnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, đúng hướng, hành động của các địa phương quyết liệt hiệu quả. Vì vậy, hai ổ dịch cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân không được phép chủ quan. Và từ việc để phát sinh hai ổ dịch này cũng cần chấn chỉnh lại ý thức, tinh thần cảnh giác, phối hợp tốt công tác phòng chống dịch của các sở ngành địa phương.